dùng từ ăn chặn không? Hả? Con cái là đam di đại đi su phu dám làm dám giận, ba nói rất là nhiều lần. Thằng này có thật nhiều chuyện, nhưng mà khi mà nói rằng là dạng còn con là ba đã nói con rất là nhiều lần. Hả? Cái từ đó suy nghĩ đó, trời ơi, người ta đã giúp con từ ngay từ thời ban đầu. Con nói chú Tâm vậy là mai mốt con cũng có quyền nói với ba. Hả? Tại sao có suy nghĩ vậy? Vậy là ba người này, đây ba người đều vô quan nhớ bà cho con đúng không? Hả? Con từ từ ngồi thẳng lên mặt là nhìn ba coi. Hai lần con ba là bà đã thất vọng về con rồi, đòi chối. Bây giờ là con nói chói mình kêu anh thầy trên đó, con dám thầy luôn á, dám thầy trước mặt tổ tiên không? Hả? Ba đứa con dám thầy không? Rồi ok đó, ba đứa dám, ba trả lời, ba hỏi con một lần cuối cùng, có hướng suy nghĩ đó là nên bỏ nè, nghe không? Dạ, cho dù mình suy nghĩ quan như người ta là tội, trời ơi, người ta đã tốn tiền xăng, tốn cậu, tốn công, tốn tất cả những thời gian của người ta. Hả? Còn đối với ba là sao? Chắc nhiều khi ba la con không vừa đồng, mai mốt chắc không coi con quay ngựa con nói là ba luôn quá. Hả? Thì con trả lời ba, không lẽ con trả lời ngay trước mặt ba là ba mà nói. Hả? Nói ba. Dạ, yeah, chuyện này về là ở là phải rèn lại nha. Ha, nghe từ đầu mình nói là trong mắt mọi người mình sao là phải như vậy, chứ đừng có che đậy hoặc là giả tạo. Phải sống thật với mình sai là mình sửa. Okay, chị hai, ok, em có thời nhận em nói, em xin lỗi. Hay là ba con có thời nhận lấy ha cái gì đó, xin lỗi. Ba làm sai, cảm ơn ba cũng vẫn xin lỗi vậy. Đúng không? À. Ừ. Ừ. Thì ba sai chị cảm ơn. Là ba xin lỗi, nhưng mà ba cũng vẫn nói quan điểm chị hai là chị hai nạt ba. Ba mới chửi. Đúng không? Mình là đàn ông, mình dám là đứng dậy chứ không được. Mình nói đã rồi, cuối cùng bây giờ là ba nói trước một lần nữa. Đừng có suy nghĩ cái đó. Nha. Yeah. Về chơi rồi suy nghĩ đi, rồi thấm thế cái cảnh mình ở chơi chị hai năm mười nửa tháng không sao, nhưng mà ở đó phải làm chứ, người ta đã phải nuôi, người ta không là nuôi, người ta còn lo cho con gái người ta nữa chứ, đâu phải đúng không? Hả? Ừ. Nghe không? Tới giờ nghe chưa? Dạ, nghe anh. Hả? Cái thằng này nó suy nghĩ là bắt đầu là nó nên cái đầu nó thông minh quá, cuối cùng là bắt đầu hại nó. Dạ. Ờ, chỉ là chính miệng tính nói hay là ai nói là anh? Là ba đứa, hai đứa con của anh với là một thằng nhân với là con Trúc nữa, là tổng cộng là bốn đứa, và ba đứa đây là nó nói là ai khẳng định là nó nói rồi, kêu mấy đứa đốt nhang thầy, ba đứa đốt nhang cùng thầy này, có nó đánh lại nó còn như đốt nhang thầy không, nó gục mặt đó. Dạ, là nói em ăn chặn tiền từ thiện. Nói chung là bây giờ cái thằng này cái hướng suy nghĩ của nó là nó không phải là giống như mình đâu em ơi. Dạ. Không. À. Thưa mẹ về, thưa chú, thưa mấy cô mấy chú là về. Nhưng mà anh thì anh đi trước, anh đánh được trận đầu nó trước rồi. Là cái tin này là anh mới hay luôn ha. Đó, thấy bây giờ đâu có ai tin mà clip đó là nó là đúng không? Em xem clip em tin là nó không? Dạ. Hả? Dạ thấy rồi, cái clip của anh gửi em thấy rồi. Thất vọng hết khi mà bản thân ở đây em này nhận mấy cái tin này như sét đánh ngang tai, sốc luôn á, nói chung là bị sốc.
giờ ở với anh Gò, ở Gò Kỳ nói chung là giảm rất là nhiều rồi. Là nói dối mà đòi chối mà anh Thuần nó cũng giảm 50% rồi đó. Nhưng mà mấy cái này là trước bất chợt nói rồi cuối cùng về thì chối á. Sao hay lấy đồ hai lần mà không nhận là đã bắt gặp rồi. Dạ. Yeah. Đã được huấn luyện rồi. Hai cha con sao điều kiện được người ta tạo điều kiện quá trời luôn. Sao được vô đầu tiên quá, phát sinh tật đủ thứ hết trơn. Kiểu này không biết sao mặt mũi nào nói chuyện với những nhà hảo tâm nữa. Đó bây giờ em đưa clip lên mà nói để em về để em nói cho đây là có nghĩa là không biết đường tính đó. Dạ. Không. Hả? Phải hỏi bất trời kìa luôn. Hỏi ngay luôn. Đúng rồi, nội cái clip mà cái vụ mà tiền bạc là ú ao ở. Trong vòng mới đâu có nhiêu, mới có một tháng nhiêu 60 triệu. Tùm lum chuyện hết trơn rồi tới cái chuyện này. Em về kiếm chỗ đậu gì đi chung. Điều tra cái tiền của em là cái tiền của cái số tiền đó có chính xác hay không em? Dạ dạ. Không bây giờ điện thoại hỏi được rồi, đó trong đi bên trong anh em mình đó. Dạ dạ, em hiểu rồi, có nghĩa là hỏi lại cái tại vì nãy ông nói cũng mới có mấy người à, mình chưa có xác minh được anh. Giống như cái tiền đất với cái tiền cho ngoại này kia, cái đó thì dễ rồi, cái đó thì đúng còn thì bệnh mã 15 triệu là 15 triệu gì trời. Dạ. 15 triệu đó anh không tin đó. Cái đó rồi để cái gì để chiến em đi Long An em hỏi luôn. Rồi ông nói để em về em suy nghĩ để coi hai cha con nói cái số tiền coi nó có khớp hay không. Hồi nãy ông úng ba ấp ấp úng đó rồi, ông không biết nói để về tính sao đó. Dạ thì để coi ảnh trả lời sao, chứ tiền cũng của mồ hôi nước mắt của người ta gửi cho mình phải dùng vào đó đúng mục đích nữa. Chưa tính tiền lạc giật là giật ở đây cho nó. Thì đúng rồi, chiếc xe nữa tùm lum chân nó, mấy người lạc giật rồi đi, khi đi ngoài đường ta gặp ta cho nó là hai cha con đâu có xài gì đâu. Sao suốt ngày giống như tiền bạc giống như có sẵn xài, cứ nghĩ là tiền nó dễ kiếm quá. Em cứ nghĩ này giống như trong một thời gian ngắn mà được một số tiền quá lớn như vậy, rồi sinh ra nó hư con người mình nữa. Nay chị phải xin lỗi em, nói chuyện đàng hoàng, nói ra cái vấn đề đó. Tại nghe con bây giờ chắc chắn là con chối, nhưng mà nói con có suy nghĩ, hồi nãy nói con chỉ đón, nó hồi nãy nghe nói không? Đón. Ừ. Rồi. Thật sự mà nghe tin nói em ăn chặn tiền của bên đánh, em cũng bị sốc. Dạ. Dám nói em thì cũng sẽ đánh anh thôi. Dạ. Không. Em cũng nghĩ giống như trong cái thời gian trong sống trong cái điều kiện nó thoải mái quá à, cái nó bị suy nghĩ lệch lạc ha, cũng có thể là hay là do một tác động một cái bên ngoài nữa, nó đủ thứ chuyện. Để ở đây đi đem cái vụ tiền ở nhà để em có gì em hỏi thăm thử à. Vì chắc chắn là hai cha con là ú ao ớ là cái tiền là nó không đi đâu giờ đâu hết trơn á. Nó lộn xộn rồi đó. Thì trong một cái thời gian quá ngắn số tiền tiêu mấy chục triệu, ví dụ cái tiền cái nền nhà 20 triệu thì không nói rồi. Nó còn tới mấy chục người ta gửi gắm cho mình quá trời nhiều luôn. Rồi đằng này ví dụ cái sự việc này mà đổ bể ra cái là trên cộng đồng người ta cũng thất vọng mình đó. Mình ở kẻ giữa. Thiệt tình. Phải cố gắng trong cái thời gian này, cực thời gian này thôi. Thực thời gian mấy tháng này lên chở người ta đi học này kia, với lại học nghề công việc sắp xếp ổn định đi. Sau này nó khỏe hơn. Về chuyến này cho lên bờ xuống ruộng cái xong cái bắt đầu nó quay lên nó sẽ khác nữa. Dạ.
không có điện thoại sử dụng chưa có nên là chắc mượn ngay thì chỉ được một hai ngày mở bữa thôi chứ đâu nó cho hoài. Dạ để cái gì em sắp xếp mời em lên gặp hai cha con để sẵn em xác minh mấy cái vụ mà tiền bạc đó coi. Dạ và anh cứ yên tâm cái vụ đó đi. Em hôm nay cũng chán dán rồi. Dạ em biết đã biết sai thì phải nhận sai. Dạ để có chói à, bây giờ không cần phải tài giải thích là có nghe biết sai là được rồi. Nghe nói gì cũng hơi buồn mà buồn chứ. Để em gặp trực tiếp em nói chuyện luôn. Dạ rồi anh mà từ hôm nay là giống như em mà nói là đưa tiền cho cái là tiền của anh chắc cũng bài mẹ rồi. Anh khi giúp trường hợp nào đó là anh sẽ là tính chính trước. Dạ ở như trường hợp của cái bà kia là nói là không đưa tiền cho gia đình khi bà mất, đưa làm đám bả cho tiền cho chùa, mua xe cho con bả, cho thằng cháu nhỏ đi học, đứt tiền đóng tiền trường hết tất cả, không đưa cho cái ông chồng mà mình quỳ mình lại mà nó ổng ngồi chỗ râu á, không? Dạ dạ dạ. À, đó, chẳng đưa một đồng nào hết. Dạ. Mua xe, mua hai chiếc xe, trả nợ. Dạ. À, đóng tiền học, đóng tiền trong bệnh viện. Dạ. À, đóng tiền ta hỗ trợ làm đám rồi xong. Dạ. Hậu tán hết tất cả không có để cho một cái người thừa kế một đồng nào hết á. Đưa tiền giết hư hết tiền xài không đúng, đúng mục đích. Đúng hồi trước là nhiều khi mình đưa cái xong là coi như là bất mãn liền. Dạ dạ đi đi. Dạ à, ok dạ. Anh em đi nha. Dạ dạ có gì đây có gì anh báo em mà có tin tức gì em điện anh. Dạ dạ dạ.